Chào các bác cô chú anh chị. Một màu xanh rất mướt, gió hồ mát. Mặc dù ngoài rất nắng các bác nhé, vì tôi là hướng Tây các bác, nó nắng từ chiều trở đi, nắng rất là khủng khiếp. Nhưng mà buổi sáng thì mát. Đấy các bác. Đấy thì hôm nay tôi lọc mầm cái cây này. Lọc mầm, lọc mắt cây này nhìn cho nó gọn gàng tí. Cái hàng chính diện này nhìn cho nó sáng sủa tí. Đấy, cây này nếu còn thời gian thì nhặt tiếp cái cây si kia. Cây si kia mới cắt được ít hôm thôi. Đấy, nó đã như này rồi. Si rất là khủng khiếp các bác, rất là chịu nắng rất là giỏi. Nó không dễ cháy như xanh đâu. Xanh mà hàng non non mà hở lưng ra thì dễ oảng lắm, toác ngay. Không muốn nói là cháy chết luôn ấy. Đấy các bác, nhưng nhiều khi là cũng đau đầu. Ok, dựng máy làm cái này các bác nhé. Đấy, rất là mát, lông tùm, chất liệu xanh rất đẹp, lá nó như lá nhựa các bác, dày xanh thẫm, lá nhựa. Thì sau này nó nhỏ lại thì nó rất là đẹp các bác, lá nó gọn gàng, đấy, dày. Và tất nhiên dày thì làm răm sướng. Mẫm các bác, khẩu độ rất là mẫm. Khẩu độ rất mẫm. Đấy, lòng dòng xanh lấm tấm này. Đấy. Đấy, cây này một là cây cốt rất là đặc, rất đẹp và lành lặn. Cây này khá là giá trị. Đấy. Thì tưới các bác ạ, tưới tôi có hứng những cái thùng nước ở trên này ấy. Thì nó có cái tảo nó mặc vào, đâm ra là mình không để ý tưới. Xong nó khô, nó ôm vào đây thôi, cũng làm cái cây nó không ngóc lên được. Nhìn này, rất là dai. Đấy. Ok, để lọc mầm các bác nhé. Thì cũng trong cái video này chị sẽ nói qua luôn những cái lỗi mà anh em hay gặp phải khi mà lọc mầm. Điểm qua một tí là thứ nhất là ung tùm này là cắt nhầm, lùa kéo vào cắt cành này không cắt cành kia. Cái thứ hai là đang cắt cành này mà kéo lại lẹm sang cành bên kia. Cái thứ ba là cái mũi kéo á, nó chạm vào cái cành bên cạnh. Thế thì cái cành bên cạnh mình đang cần nuôi nó nhỏ, nó non. Khi mà nó lớn nó chỉ, khi mà lúc nhỏ nó chỉ một chấm thôi này, mình động vào, xứt cái tí vỏ. Nhưng mà khi lớn nó thành một cái sẹo rất to, nó như quả bóng bay các bác. Chấm một cái vết mực nhưng mà thổi ra, cái vết mực nó rất là to. Đấy. Ok, rồi vừa làm vừa nói chuyện tiếp các bác nhé. Để tránh nhầm lẫn và chuẩn xác thì thường anh em sẽ phải vặt hết lá. Nhiều bác mới chơi có hỏi vậy, tại sao có phải vặt lá? Vặt lá cắt cho chuẩn các bạn. Và tất nhiên cái cây mà đến lúc nó già hết lá, cái lá này thì nó chưa già, tôi xin phép không vặt. Và nó cũng không quá khó nhìn cái cây này. Đấy, thì không vặt lá. Chứ cây mà già mà mình cắt vặt lá nó ra cùng một lứa lá non thì rất là đẹp, đều. Nó kích thích cái cây nó nảy mầm nhanh. Nhưng mà cái mũi kéo là rất nhọn, lùa rất dễ nó đâm vào những cái cành khác.
này thì nó ví dụ đây cũng là một cái ví dụ cái mắt này mình bỏ đi nhá, nhưng mà mình cắt mình không cắt hẳn vào đây, mình cắt cái này chấm chấm này đấy, cái đầu này nó bị xước rồi, nó xước lây ra cái chỗ khác đấy, thì chỗ này nó lại thành một sẹo, cố gắng cắt sâu bên trong này nhé. Nóng vội thì khó thành cây lắm ạ, cố gắng kiên trì. Đây các bác, nó đây. Thì nó chỉ là cơ bản là cái video chia sẻ thông tin về lọc mầm và một số cái kinh nghiệm cá nhân ở trong đó thì chia sẻ các bác. Tôi nghĩ rằng cái đấy là rất là cần thiết, nhất là đối với các bác mới chơi đấy. Thế còn một cây thì mỗi người làm một phong cách, một lối làm. Có người làm rất nhanh các bác, có người thì thậm chí là chỉ non này đã vặn vẹo dây vào rồi để cho nó có bóng rồi. Hoặc là bây giờ lối mới thì là cứ phun này là cắt luôn, thì mai nó cứ ra đầy chùm mà bay bay đây thì nó sẽ rất là nhanh đấy. Nhưng mà tôi thì tôi muốn nó già thêm một chút nữa, nó già thêm chút nữa thì cắt thì nó sẽ hay hơn, và mình làm thì cố gắng nó sẽ thoáng nhất. Bởi vì các bác để ý bây giờ những cây mini mà người ta cứ cắt lùm rồi này, mà nhìn thì rất hay đấy, rất thụ, nhưng mà phải vặt lá mới nhìn thấy. Thì mình cố gắng mình làm cách nào đấy mà mặc dù vẫn là cây mini, vẫn có bông tán mà vẫn thoáng, khi mà kể cả không vặt lá mình nhìn vẫn thấy đẹp các bác ạ. Đấy thì cố gắng mình nuôi thêm để có những cái nhịp cắt nó thật là gần với cái thời điểm của nó nhất, cũng cái ý đồ của mình nhất các bạn. Thì tất nhiên nó không phải là một sớm một chiều đâu, nó là cả quá trình, thậm chí rất là dài. Nếu như ta nuôi
mà không tốt, thậm chí nó không bao giờ đến đích được. Đấy các bạn. Đẹp quá, cây đẹp ấy. Nhất đây, tôi chọn mặt này mặt chính này. Đấy, những cái này sau con bỏ đi rất nhiều các bạn. Bây giờ tạm thời thế đã thì cho thoáng đã. Các bạn nhìn có rõ không? Nó là một cây rất hay các bạn nhé. Kể cả chất liệu xanh, dòng xanh ấy, lẫn thân cốt và dáng dấp đều rất là hiện đại, rất là đẹp. Mà lại cổ thụ chứ các bạn. Lành lặn, rất lành lặn. Cây rất lành lặn. Đấy. Rất lành lặn. Có chăng thì sau tôi chỉ sửa một tí đây thôi. Cạp, có cái cạp, cạp đi cái chỗ này chút thôi. Đấy. Thế thôi. Đấy, cho nó thoáng cái chỗ trong này ra. Đỡ bẩn, cho nó sáng cái da ra các bạn. Sáng cái da, mình tưới mình. Hoặc là lá lâu ngày nó rụng vào đây, nó đọng vào đây. Nó làm tối cái màu da đi. Nó cũng xấu cái cây đi. Ok, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé.